Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng năm 2023. Đó là buổi học đầu của năm 2023. Thế rồi buổi học đầu của năm nay, chúng ta lại đi vô cái phẩm di niệm của pháp tập ứ ừ tụng. Đây là một phẩm sẽ cho chúng ta mở lối đi vô con đường hành trì nha mình giải thích cái chữ duy niệm này để cho các vị nhận ra một cái sắc thái rất là quan trọng nó lại trùng hợp với năm mới duy niệm nghĩa là chỉ có an trú nơi niệm thôi nếu giải thích rõ ràng hơn là chỉ có một việc an trú nơi chánh niệm và ta có quyền vận dụng rất là nhiều cách để lý giải về cái chữ này. Thực ra thì có một vài vị thầy của truyền thống Nam truyền. Ông bảo rằng chánh niệm không đưa đến giải thoát. Đôi khi các ngài phân tích rất rất là nhiều và nghĩ rằng chánh niệm là cái điều gì nó không phải đưa người ta đạt, đạt đến cái sự rốt ráo của công phu tu trong khi nếu mình nhìn cho kỹ thì thưa đại chúng là chánh niệm đó là nền tảng xây dựng nên giới nên định nên tuệ xây dựng những cái thành tựu của quả giác ngộ và rất là nhiều bài kinh đức thế tôn không phải dạy cho một số cư sĩ hoặc các vị tỳ kheo mới tập tu mà ngài dạy cho các vị trưởng lão đã chứng được lậu tận cỡ như ngày xá lợi phất một kiền liên vân vân cũng đi vào bằng con đường đó là đi vào từ chánh niệm đi vô là cả truyền thống đạo phật từ quá khứ tới hôm nay trừ phi là một số tăng sĩ họ không có nương vào chánh pháp của phật hành trì để thể nghiệm nước bạn ngay hiện thời thì chẳng nói làm chi thế nhưng nếu là đệ tử như lai muốn ngay hiện đời này nếm được pháp vị nếm được an lạc thì phải đi vào con đường đó là thực tập chánh niệm thôi đó là mình giải thích một chút cái từ duy niệm chúng ta có thể dùng cái từ gọn hơn đó là tu tập niệm nghe tu tập niệm có lẽ chỉ chánh niệm hay hơn và văn bản này mình mới vừa dịch xong đâu hai ba hôm <laughs> gửi cho các vị gồm có 10 bài chúng ta chia ra làm 10 bài để học tất nhiên là những bài học này cái giá trị nó không nằm ở chỗ đó là văn bản mà giá trị nó nằm ở chỗ là các vị nắm được những phương pháp hành trì và cứ mỗi một buổi học mình lắng nghe thì anh chánh đạt anh đi vô cái phần thiết lập nền tảng chánh niệm rất là vững nghe nhất là trên nền tảng hơi thở ngay phần đầu này ta đã bắt gặp cái điều này rồi nhập tức xuất tức niệm cụ mãn đế tư duy thường y thứ đệ hành án như phật sở thuyết mình giải thích từng đoạn nhập tức xuất tức niệm là hãy an trú ngay nơi ngay nơi cái sự nhận biết chữ niệm này có nghĩa là nhận biết nghe mình đừng hiểu lầm rằng niệm tức là nói lầm thầm tôi đang thở vào tôi đang thở ra gọi là niệm không phải an trú ngay cái trạng thái của hơi thở đang đi vào đi ra thì câu này nó có hàm nghĩa đó là vậy nhập tức có nghĩa là hơi thở vào xuất tức là hơi thở ra chú tâm ngay nơi hơi thở đang đi vào ngay nơi hơi thở đang đi ra cụ mãn đế tư duy cụ mãn có nghĩa là đầy đủ tư duy nghĩa là suy nghĩ chín chắn tư duy chín chắn chiêm nghiệm chính chắn đấy là chi chắc thật có hàm nghĩa rằng sự hiểu biết của mình rất là chín chắn tư duy của mình rất là rõ ràng từ hai nền tảng này nó đưa đến một cái niềm tin rất là vững chắc đủ đầy gọi là cụ mạng đế tư duy thế là khi người ta có được niềm tin rất vững vàng từ cái nền tảng tư duy chính chắn như vậy thì thường y thứ đệ hành thì người ta sẽ nương theo thứ đệ của pháp phật dạy để hành trì Câu thứ tư, án như Phật sở thiết là y như những điều Phật đã dạy. Đây là đoạn đầu tiên. Đoạn thứ hai, thị tắc chiếu thế gian như vân khai nguyệt hiện. Khởi chỉ giác tư duy, tọa họa bất phế vong. Có những câu rất là hay nữa đây nghe. Ví dụ như câu này. Thị tác chiếu thế gian tức là nếu người có năng lực tu tập niệm như vậy, nhìn hơi thở đi vào đi ra như vậy, chú tâm chánh niệm nơi từng hơi thở vào ra như vậy, thì chắc chắn rằng người đó là ánh trăng hay là mặt trời đang chiếu sáng nhân gian. Nghĩa thứ hai, người ấy làm cho tất cả mây mờ của phiền não, của khổ đau, của vô minh, của tập khí, của tham, của sân, của si tan biến hết. Gọi là chiếu sáng thế gian như mây tan mất và ánh trăng hiện ra. Khởi chỉ giác tư duy tức là người đó đi và đứng. Luôn trú tâm trong niệm nghe. Tọ họa bất phế vong là người đó ngồi hay nằm chi. Thì không có quên chú tâm trong niệm đây là bốn câu thứ hai hai câu này nó hàm nghĩa rằng là sự tu tập nó liên tục trong bốn nguyên nghi đi đứng ngồi nằm nói cách khác từ khi ngủ <laughs> quên thì nói làm chi thế nhận thức thì đi đứng ngồi nằm nói cười ăn uống vân vân làm việc không được rời năng lực niệm chú trong niệm được rồi thưa các vị người ta cảm thấy rằng đây là một cái niềm vui niềm hưng phấn đây là một sự thực tập giúp cho người ta lòng tràn đầy an lạc cái sự hỷ lạc nó liền đến với con người kia nghe và hạnh phúc của họ nó tự lây lan nó tự tỏ sáng nói theo ngôn ngữ bây giờ là không cần làm chi cả mà tự họ tỏ sáng và với con người như thế này thưa các vị nói cười chi theo ngôn ngữ của giới trẻ giờ nó gọi là nụ cười tỏa nắng nụ cười làm ấm lòng người câu nói cũng làm ấm lòng người dù cho mùa đông có rét mướt ra làm sao tuyết có đổ trắng cả đường phố cả lối đi thế nhưng mà con người đó luôn là ánh trăng dịu mát luôn là mặt trời sự ấm gọi là chiếu nhân gian là như vậy đây là đoạn thứ hai. Đoạn thứ ba. Bí sô lập thị niệm. Tức là thầy đi kheo. Chú được trong trạng thái tu tập như thế này. Thiết lập được nền tảng tu tập như thế này. Hiện lợi vị lai thắng. Thì ngay hiện đời này lợi lạc vô cùng lớn. Và trong tương lai. Thì cái sự thù thắng của pháp môn tu này nó dắt dẫn người đã đi đến rất xa không biết cái phương trời nào nói thành tựu quả vị giác ngộ mở rộng con đường hoàng pháp làm cho chánh pháp hương thịnh thủy đắc chung thị thắng thế thì cái con người như thế này mới có thể đạt đến cuối cùng đó là thành tựu được sự thắng diệu tức là thành tựu cuối cùng của sự thù thắng đó là không còn thấy tử sinh nữa thề bất đổ tử sinh vượt ngang qua đi ngang qua dòng chảy tử sinh họ chứng nghiệm niết bàn ở hiện tại không còn tử sinh nào dắt dẫn ràng buộc họ thực ra thì nếu người ta có khả năng thực tập trên hơi thở như vậy ngay hiện đại này tất cả những thứ vớ vẩn như buồn giận bất an ưu tư sầu thảm vân vân không có cơ hội ghé vào đời sống người ta không vướng vào thân tâm của người ta đây là nội dung của bài thứ nhất của phẩm duy niệm nghe duy niệm tức là phẩm tu tập chánh niệm hay là cái từ gọi hơn là tu tập niệm cũng là phẩm này từ tiếng hán thưa các vị nó ít nhưng mà nó lại giàu nghĩa chúng ta hay dùng cái từ là trú trong niệm trú là an trú là dừng lại là có mặt mà niệm nó hầu hào nghĩa rằng là tụng làm thầm là niệm nghe niệm là tâm các vị vắng bạc nghĩ suy của quá khứ của tương lai nó dừng lại nó chiếu sáng ngay hiện tiền năng lực nhận biết gọi là niệm chứ không phải niệm là ai di là phật ai di là phật là niệm Đúng không Niệm Phật có hàm nghĩa rằng là Dừng tâm lại Nhận biết Tỏ tường giây phút hiện tiền Giây phút này Tâm anh đang chiếu sáng Đó là cái thể Phật bất động hiện tiền Và dừng lại ngay nơi trạng thái tâm Đang nhận biết rỗng lặng Tự nhiên sáng chói Thì gọi là niệm Phật Chứ còn A-di-đà-phật, a di phật a di phật, phật Thì không phải niệm Nó là tụng danh hiệu Phật phân biệt cho rõ điều này nghe dừng tâm lại ngay trạng thái nhận biết sáng chiếu hiện tiền hay nói cách khác tâm không chạy về quá khứ tâm không hướng tới tương lai không tưởng tượng không tư duy không nói lầm thầm chi cả không rớt vô trạng thái lững đững lờ đờ không biết chi gọi là trạng thái vô ký nó có mặt ngay bây giờ ngay nơi đây với cái năng lực đang nhận biết tỏ tường tất cả mọi pháp đang đến với mắt tai mũi lưỡi đó là pháp bên ngoài tất cả những cái pháp bên trong đó là những buồn những giận những ghét những thương những lo âu những phiền muộn tưởng tượng tư duy vừa có mặt thì nó liền quan sát thế cho nên an trú ngay trạng thái tâm đang quan sát rỗng lặng vô ngôn thì gọi là niệm phật nếu ta định nghĩa chính xác nó là như vậy do vậy cho nên di niệm mình giải thích lại có nghĩa là chú tâm ngay hiện tiền ngay cái niệm giác ngộ gọi là di niệm nếu mình giải thích một cách theo ngữ cú của thiền tông thì nó là vậy nha đây là một bài đầu tiên Mà xin nhớ cho tới 10 bài như thế này để chúng ta đi vào công vua thực tập mất 14 bài để có được cái kiến giải chân chánh về con đường học Phật pháp. Thế là bài 15 này đi vô sự thực tập đây. mình xóa cái này đi. Và các vị nhìn trên bảng có cái phần đại ý đó. Đại ý nương pháp Phật dạy đi vào công phu thiền tập tinh cần sẽ thành tựu sự nghiệp giác ngộ. Mấy cái từ này các vị nên lưu ý nha. Điều thứ nhất. Cái bài này nó không có dạy chúng ta đi lang thang trong học thuyết, trong luận lý gì cả, trong nhận thức mà đi vô sự thực tập. Điều thứ hai, cái chữ này rất là quan trọng nghe tin cần. Tin là thuần. Cần là cái sự siêng năng, không có một kẻ hở gọi là cần hai chữ tinh cần này nó khác tinh tấn tinh tấn hàm nghĩa rằng là sự tiến bộ của mình nó luôn đi tới đi tới thế nhưng tinh cần thì không những sự tiến bộ của mình không cho phép mình dừng lại mà trong sự tiến bộ ấy nó có một cái sự bền bỉ và liên tục cho nên chúng ta dùng cái từ tinh cần và thành tựu cái con đường tu nó không phải là cái chuyện thành tựu một chút hạnh phúc của đời thường. Chút an toàn giữa nhân gian, gian. Thành tựu cuối cùng của con người tu đó là thành tựu điều này. Thành tựu giác ngộ. Có nghĩa là chứng nghiệm được niết bàn ngay hiện tiền. Đoạn phiền não khổ ưu. Và biết rằng sinh đã tận, phạm anh đã thành, việc đáng làm đã làm. Hay nói cách khác là chứng thánh quả A-la-hán hiện thời đoạn sách lâu quạt đó là thành tựu giác ngộ cho nên ai nói rằng thở vào thở ra là pháp tiểu thừa là sai nghe cái nền tảng của pháp phật dạy thưa các vị không hề có cái chữ tiểu thừa hay đại thừa trong đây có điều cái tâm thức của ta tiểu hay đại mà thôi nghe nếu tâm thức ta đủ rộng đủ mênh mông thì từ những pháp hành trì căn bản như thế này các vị có thể thành tựu quả vị bồ tát chứng nghiệm quả vị phật đây là vài điều ta giải thích về đại ý này. Đọc lại. Đường Pháp Phật dạy đi vào công vô thiền tập tinh cần sẽ thành tựu sự nghiệp giác ngộ. Xóa nghe. Xong một bài. Giờ làm gì nữa? <laughs> Hồi hướng được rồi. Còn gì nữa đâu mà nói. Thế nhưng mà vô lý nghĩ sao? Cho nên thôi kiếm chuyện tiếp. <laughs> Điều thứ nhất, chúng ta dắt díu nhau đi vô cái phần này rất là vui đây. Đó là mình đi vào. Đầu tiên, mình sẽ khai triển phần này nghe mình muốn đi vào pháp để hơi thở đầu tiên mình đặt nghi vấn rằng tại sao thiếu gì con đường thiền tập thứ nhất ta ở việt nam ta học nhiều thứ thiền lắm nghe nào là thiền đống ngộ nào là như lai thiền nào là thiền ông tám nào là thiền xuất hồn vân vân thế là tại sao lại phải đi vào con đường thiền tập đó là đi vào để hơi thở vậy điều thứ nhất mình dẫn ra đây để cho các vị lưu ý nghe đầu tiên là những pháp thiền của như lai đã chúng nên lưu ý là những kinh căn bản đi vô thiền tập nó không nhiều lắm đâu chuyên để cơ thể dắt dẫn thiền sinh đi vô thiền tập từ những người cư sĩ mới tập tệ tu cho tới hàng thì cao tăng cho tới các vị đạo sư dắt dẫn người ta đi vào con đường thiền tập dường như chỉ vài ba bài kinh của, của Trung Bộ thôi. Và nếu chúng ta tìm ra trong văn học A Hàm cũng như vậy. Và trong các bộ Nikaya dường như cũng như vậy luôn. Và mình không cần nếu là nhiều nghe ba bài kinh thôi. Một bài thứ nhất, đó là bài thứ 10 trong Trung Bộ, đó là Kinh Niệm xứ Thứ hai, đó là kinh nhập tức xuất tức niệm kinh này là bài kinh thứ 118 cũng của trung bộ thứ ba một bài kinh an bang thủ ý ba bài ngay các bài kinh niệm xứ này thì chúng ta đã có thể đọc để đi vô công phu thiền tập trên bốn lĩnh vực nghe một là niệm thân thứ hai niệm thọ thứ ba niệm tâm thứ tư là niệm pháp là khi các vị đọc rất kỹ bài kinh niệm xứ này đầu tiên các vị sẽ nhận ra một điều rằng đây là một bài kinh nền tảng cho phương pháp thiền tập của Như Lai. Cho nên Như Lai Thiền không có gì ngoài bài kinh này. Đây là bài kinh nền tảng nhất để các thầy đi vô công vô thiền tập. Đọc rộng hơn, nhận ra một điều rằng thiền đống ngộ Thưa các vị thiền đỗ ngộ Trung Hoa cũng không vượt thoát được bốn tầng quán niệm này đâu nghe. Có khi các thiền sư ngộ đạo từ cái phần này đi vô. Có khi các ngài ngộ đạo từ nhận biết về cảm thọ. Có khi đó là từ tâm hành của các ngài. Có khi đó là do niệm pháp và thành tựu. Dù cho các ông có thể chuyện ngộ hoặc là chưa chuyện ngộ. Thế nhưng mà khi thấy được ý tổ sư ngộ được lý thiền thì các ông đều làm một việc đó là đốn ngộ rồi tiệm tu nghe cái từ này rất là gần với chúng ta không có thiền sư nào không đốn ngộ rồi tiệm tu lục tổ quy năng là bậc tái lai là người làm cho cái dòng thiền đông phương tức là dòng thiền đốn ngộ này trở thành một dòng chảy cuồn cuộn chảy mãi về sau từ đầu thế kỷ thứ bảy cho tới bây giờ vẫn còn chảy ngang qua các vùng quốc gia như cao ly nhật bản việt nam và bây giờ ở mỹ châu cũng vậy thưa các vị thế nhưng mà ngài cũng là một người đốn ngộ rồi phải tiệm tu do vậy không có một môn thiền định nào trên mặt đại địa này của chúng sinh đang tu tập không xuất phát từ bốn lĩnh vực quán niệm của kinh niệm xứ này bộ quý thầy hành đạo nơi đất nước hoa kỳ châu âu và nhiều nơi trở thành một vị thầy truyền đạt được pháp đến cho người tây phương là sư ông làng mai cũng đặt nền tảng trên kinh quán niệm này nghe và có những khóa tu cũ chỉ cần cũng chỉ cần đem một văn bản kinh này ra thôi Giải tới 30 ngày Kinh Quán Niệm Mình giới thiệu như thế này Để đại chúng đi vô tối thiểu Thì các vị cũng đọc cái bài kinh này Vô cùng là căn bản Nằm ở trong trung bộ Trong cái văn học Nikaya nghe Đây là bài kinh thứ nhất Bài kinh thứ hai Cũng nằm trong trung bộ Thế nhưng Hai bài kinh này nó lại có một cái không gian khác nhau. Kinh niệm xứ thì Đức Thế Tôn một hôm kêu các thầy đi khao lại dạy cho một phương pháp nói rằng là có một con đường có thể giúp cho chúng sinh đạt đến thanh tịnh. Đoạn trừ phiền não khổ ưu, chứng nghiệm thánh trí thành tựu niết bàn đó là con đường niệm xứ. Thế là Ngài dạy 40 pháp hành trì trong khi đó thì cái không gian của kinh nhập tức xuất tức niệm này thì một hôm Thế Tôn cùng với Chư Thị Kheo vào ngày Bố Tát Trăng Tròn Thế Tôn nhìn thấy Chư Tăng từ các nơi phân tập về trong đó mỗi vị trưởng lão đều dẫn theo hai chục năm chục một trăm các vị Tăng thì kheo ngài quan sát đạo tràng thấy đại chúng tức là cả một tăng đoàn và thời ấy rất thanh tịnh rất trang nghiêm người chứng được quả vị cao nhất là thánh a la hán người chưa chứng a la hán thì cũng đặt bước chân hữu học vào các quả vị như là tu đà hoàng tư đà hàm a la hàm tức là đã thành đạt được pháp học và đang đi vào con đường để có thể chứng nghiệm được trí tuệ thành tựu vô lậu và ngài rất hài lòng sau đó thì ngài mới dạy cho một phương pháp vô cùng nền tảng đó là phương pháp từ niệm hơi thở đi vào đi ra để các ông có thể đi ngang vào tới 37 phẩm trời đạo tứ niệm xứ tứ chánh cần tứ nhĩ túc ngũ căn ngũ lực thất bùa đề phần và ba thánh đạo phần đều xây cái nền trên nhìn hơi thở đi vào hơi thở đi ra đối chiếu hai bài kinh này thì kinh niệm xứ giải bốn lĩnh vực quán niệm trong đó phần quán thân tức là niệm thân trong thân niệm thân trên thân đó thì cái phần đầu đó là nhìn hơi thở đi vào đi ra đi đi vô những phần còn lại thế nhưng một bài xuất tức nhập tức niệm này thì chuyên nói về một hơi thở làm nền tảng vô cùng vững chắc để có thể đi suốt bằng bảy phẩm trợ đạo chứng nghiệm thánh trí thành tựu niết bàn thế thì các vị nhìn ra một điều rằng pháp niệm hơi thở này xây nên một cái nền vô cùng vững để từ đây chúng ta đi vào định và tuệ từ đây chúng ta loại bỏ phiền não khổ ưu. Từ đây chúng ta cứu vãn đời sống chúng ta đang nổi trôi trong buồn phiền. Nổi trôi trong trần lao khổ não. Và nếu không đi vô con đường hành trì thế này. Thì cái chuyện học Phật của chúng ta thưa các vị. Dường như chúng ta nói thì hay nhưng mà chắc chắn rằng. Đối diện trước phiền não khổ đau. Đối diện với những bức xúc từ nội thân xảy ra đối diện với những buồn vui hận nhận bất an tâm thức sinh khởi thì các vị liền đồng nhất mình vào và các vị chìm mất trong nỗi khổ thôi không có cách chi vượt thoát nỗi khổ đừng nói đến chuyện có thể thành đạt cái gì xa hơn trọng tâm của nguyên phẩm này mười bài mình phân ra mười bài chứ đúng ra học cũng khá lâu nghe trọng tâm của phẩm này thưa các vị nhắc chúng ta rằng là cái con đường tu tập cái điều vô cùng quan trọng là đi vào sự hành trì. Và sự hành trì nữa đây. Được bác một cái nấc thang vô cùng giản dị. Rất dễ để chúng ta mỗi người đều có thể đi vô được. Đó là đi vào từ hơi thở của chúng ta. Nhìn lại hai vị kinh này. Để nhận ra cái tầm quan trọng của niềm hơi thở vào hơi thở ra. Đây là mình nói về hai bài kinh này. Riêng an mang thủ ý này. Mình chưa tra trong văn bản hán tạ nghe Và dường như cũng có nhiều nhà dịch thuật văn bản kinh này. Thế nhưng mà các vị không cần đọc vô nhiều. Các vị đọc vào phần đầu Việt Nam phần giáo sử luận ông Cụ Lạc Mai đã viết về một vị tổ truyền bá thiền tông của Việt Nam. Đó là Ngài Khương Tăng Hội. Thưa đại chúng, rằng là Ngài Khương Tăng Hội, Ngài có mặt ở vùng đất kiến nghiệp tức là vùng dân tả của Trung Hoa thời ấy nơi cái thời phân tranh của Tam quốc lúc bấy giờ Tôn Quyền làm vua ở cái vùng dân tả tức là phía nam phía trái của sông Trường Giang. Và ngài đến vùng đất này ngài hành đạo thứ 33 năm từ giữa thế kỷ thứ ba, Tức là ông đến đất nước này vào năm 247 cho tới 280 thì mất. Đây là cái thời gian Ngài có mặt nơi dùng văn tả, tức là cái vùng Nam Kinh bây giờ nghe. Mình nói một chút về Ngài Tăng Hội để đi vô cái phần rất là quan trọng là Kinh An Bang Thủ Ý này. Tiếp theo, cái văn bản mà ngài khương ta hội ngài chú giải về kinh an bang Thủ ý này không còn chỉ còn lại một bài tựa ngài đề tựa kinh an bang Thủ ý này thôi và chúng ta nhớ rằng là đầu thế kỷ thứ ba thì phải thì ngài an thế cao mình đi lang thang chúng nghe ngài thế cao từ an túc ngày xưa người ta gọi là an tức Tức là cái vùng Đông Hoàng bây giờ thưa các vị Xưa nó là một quốc gia riêng Ngài mang Phật Pháp đến Trung Hoa Và một trong những Pháp Thiền Ngài mang đến tặng người Trung Hoa Lúc bấy giờ không có gì ngoài Đó là phương pháp để hơi thở, thở vào Hơi thở ra thôi Và dùng đất Bắc Lúc bấy giờ rất loạn lạc Thời trước Tâm Quốc rất xa Vào thế kỷ thứ ba Cho nên nó rất là bất an Thế rồi một nhóm môn đồ của Ngài An Thế Cao như Ngài Trần Tuệ, như Bì Nghiệp vân vân Từ cái vùng Lạc Dương của miền Bắc Trung Hoa họ mang kinh này xuống miền Nam và cái nhân duyên đó là Ngài Khương Tăng Hội nhà ta đó là một vị thầy ở Khương Cư tức là cũng cái vùng à Đông Bắc của Ấn Độ lúc bấy giờ Sinh ra vùng đó Ngài vốn không phải là người Việt nha Bố mẹ buôn bán ở Giao Châu Rồi sinh ra Ngài ở Giao Châu Và Ngài học Phật Pháp nơi đất nước Giao Châu Vào thế kỷ thứ ba Mà ta không biết rằng nơi đất nước này Có những bậc thầy nào ta không biết Nhưng mà Ngài được dạy dỗ Được huấn luyện Ngài học thông ngôn ngữ từ phản ngữ Ra hán ngữ Và Ngài đã có công phu giúp cho Ngài An Thế Cao biết cái lời tựa của văn bản kinh An Bang Thủ Ý này. Và cái nền tảng của Ngài viết trong cái bài tựa thưa các vị nó rất là đặc thù đó là Ngài cho rằng cho rằng kinh này nó mang hơi thở đại thừa Phật giáo nó là pháp thực tập của mười phương như Phật đi vào con đường này có thể chứng nghiệm được tuệ giải thoát thành tựu được sự nghiệp giác ngộ cho nên với cái nhìn của những nhà nghiên cứu về kinh năng ban thủ ý do Ngài Khương Tăng Hội Ngài chú giải thì đều đồng thuận với nhau rằng đây là một văn bản kinh đối với văn học Trung Hoa người ta gọi đó là văn bản kinh đại thừa thế nhưng mà qua cái nhìn của Ngài Khương Tăng Hội phương pháp hành trì của Ngài và sự chú giải của Ngài thì đây là văn bản kinh đại thừa cho nên Pháp Thiền Ngài dạy ở Giao Châu thời ấy và ở miền Nam Trung Hoa thời ấy là Pháp Thiền mang hơi thở của Phật giáo Đại Thừa. Lặp lại, văn bản kinh này rất là quan trọng. Nó có mặt rất sớm trong dòng chảy Phật giáo Săn rít được dịch ra hãng tạng và được làm thành nền tảng cho phương pháp thiền tập không những rằng của Phật giáo Trung Hoa miền Nam mà còn là công trình thiền tập cho phật giáo Việt Nam giai đoạn đầu của phật giáo có mặt nơi đất nước giao châu đây là một chút ý nghĩa chúng ta nói về kinh an bang thú ý thế rồi trở lại cái vấn đề đó là kinh an bang thú ý là chi thưa các vị an bang là hơi thở nghe an bang là hơi thở vào hơi thở ra gọi là an bang thú ý là chi nương vào hơi thở nhiếp niệm gọi là thủ ý tức là an chú ngay nơi chánh niệm hành trì nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra để làm cho tâm lắng dịu để làm cho đinh có mặt để phát sinh tuệ do vậy cho nên nhiếp niệm trong hơi thở gọi là kinh an bang thủ ý lặp lại với bài kinh này những nhà nghiên cứu về lịch sử họ có quyền cho rằng giai đoạn đầu Phật giáo Việt Nam thiền tập là như lai thiền từ nền tảng của hơi thở đi vào đi ra thiết lập cái sự tu tập vô cùng căn bản để cho người tu tập lúc bấy giờ đi vào con vô hành trì này để chứng nghiệm được trí tuệ thành tựu Suy nghiệp giải thoát ta không biết rằng thời ấy cái sinh hoạt phật giáo nó có rườm rà phức tạp nó có hình thức nhiều khê như bây giờ hay không nhưng mà rõ ràng rằng với nền tảng kinh văn thực tập vô cùng giản dị thực tiễn ứng dụng ngay đời sống như thế này thì ta hy vọng rằng là trong quá khứ phật giáo không có quá phức tạp như phật giáo việt nam chúng ta hiện tại thứ hai tăng sĩ thời đó chắc không nhiều đâu thứ ba cái nhu cầu đời sống tăng sĩ ngày xưa chỉ yêu cầu có cái ăn cái mặt mà tu thôi chứ không có những cái nhu cầu về vật chất đời sống cho nên có thể là đời sống của tăng già vào thời ngày khương thái hội có lẽ đẹp hơn bây giờ nhiều không có chức tước không có áo xanh mũ đỏ không có nhiều khê phức tạp đây là những pháp thiền như lai tóm lại mình nói điều này mình mông để quy chiếu lại thưa các vị nền tảng pháp thành trì Phật dạy không gì ngoài đó là đi từ căn bản niệm hơi thở đi vô muốn thành đạt thánh trí chứng nghiệm niết bàn muốn có được trí tuệ muốn đoạn phiền não muốn dứt khổ đau muốn chấm dứt cái nỗi lang thang cái kiếp người chìm ngập trong khổ sở thì thưa các vị không có một phương pháp nào hay bằng phương pháp niệm hơi thở đi vào đi ra từ nơi đây các vị thiết lập nền tảng tu vô cùng giản dị đây là điều thứ nhất ta xác định những pháp hiện như lai đều đặt căn bản trên bốn linh vực quán niệm bốn linh vực quán niệm đặt căn bản trên nhìn thấy thở đi vào đi ra nghe đó là điều thứ nhất mình nói về các pháp thiền của như lai đi vô thế rồi kiếm thêm chuyện nữa chuyện thứ hai chưa giải quyết xong cái chữ tại sao đó nghe ý thứ hai Thưa các vị, mình nói một chút về thân phận của chúng ta. Mình hỏi rằng, điều thứ nhất, trí tuệ mình có bằng các vị thánh A-la-hán không? Mà mình nghĩ rằng mình tu theo pháp, pháp đại thừa, không cần thiết lập nền tảng tu tập, không cần thiền tọa, không cần niệm hơi thở vào thở ra, không cần quán thân, không cần nhận biết sự đứng đi ngồi nằm của mình có cái tỉnh tạ hay không có chú tâm được trong trạng thái chánh niệm hay không mình hơn các vị thánh là hát à mười phương chứ như lai và các vị thánh là hát đi vào con đường điện tạp đều từ cái nền vô cùng vững đó là từ thân hành đi vô muốn đi vô thân hành vững thì đầu tiên nhìn hơi thở đi vào đi ra đây là một cửa ngõ đi vô nghe cho nên hãy nhìn thân phận chúng ta là chúng ta chia trẻ coi hơi thở nó quan trọng thế nào mà chúng ta lại thực tập trên hơi thở vậy điều đầu tiên giải thích thưa các vị thì hơi thở được chia ra nhiều cấp độ nghe thế nào là chia ra nhiều cấp độ nó có ba phần thứ nhất là thân vật lý chúng ta thứ hai là cảm xúc thứ ba là tâm thức các vị nên nhớ điều rằng là thân vật lý chúng ta nó chịu tác động trực tiếp từ hơi thở nghe người ta nhìn hơi thở của mình vào hay ra Hậu hà hậu hện, hoặc trầm lắng, hoặc ổn định, hoặc dịu dàng, hoặc thanh thản, hoặc rất ư lệ. Mát dịu và không nghe tiếng vào ra thì người ta có thể đón ra rất nhiều điều. Điều thứ nhất là sức khỏe của ta. Thứ hai là thọ bạn dài ngắn luôn. Cái điều này nó vô cùng dễ hiểu nghe. Một người có sức khỏe tốt thì hơi thở họ bình ổn, trầm lắng, dịu, nhẹ, không có ồ ào, không có kêu, hơi thở càng dài, nỗ lực càng mạnh. Và chứng minh một điều rằng ngũ tạng lục phủ người ta còn rất tốt, do vậy cho nên hơi thở dài, dịu, nhẹ, đầm, thấm, bình ổn, tỉnh tại. Tại vì tất cả những cái sức tất cả những cái điều kiện vật lý này thân các vị nó đều biểu hiện ra hơi thở cả nếu trạng thái sức khỏe biểu lộ ra hơi thở dài ngắn êm dịu hoặc ồn ào hoặc vân vân thì thưa các vị ta có quyền thực tập trên hơi thở để ta có thể quay ngược quá trình làm lại một việc là thân khỏe và thọ mạng kéo dài từ sự thực tập hơi thở đi vô Điều này rất rõ ràng nhé. Ngoài cái phần này thưa các vị, cái phần cảm xúc này vô cùng quan trọng nữa đây. Thứ nhất là buồn. Vui. Và sao động. Thưa đại chúng rằng không có gì nó biểu hiện rõ ràng bằng ba trạng thái này nó tác động vào hơi thở của cá vị nếu có cảm xúc buồn hơi thở cá vị tự nhiên nó dài thở dài thường thuộc thích vô thì ngắn thở ra thì dài và thưa đại chúng rằng là những hơi thở đứt quãng đứt nối và nó nặng nề nó trầm lắng thì chứng tỏ một trạng thái một tâm thức đang chìm liễm cho nỗi buồn nỗi bất hạnh người ta nghĩ suy, lo âu, phiền muộn, tưởng tượng, vân vân thưa các vị nó đều tác động trực tiếp vào hơi thở. Hơi thở nó không đơn thuần là nuôi dưỡng sức khỏe ta. Hơi thở nó còn biểu lộ rất nhiều điều trong đó, nhất là cảm xúc nghe. Nghĩ suy của ta, tưởng tượng, tưởng của ta, buồn vui của ta, lo âu của ta, phiền muộn của ta, tâm thức đầy sao động của ta, hoàn sự khác thèm trong ta. Thưa các vị, nó đều biểu hiện qua hơi thở. Cho nên, cái tầng thứ hai này, thưa đại chúng rằng là nếu có sự tinh tế nhất định, nhìn hơi thở, biết tâm trạng người ta ra làm sao nghe. Ai đã từng học tâm lý, nhất là những anh cảnh sát Mỹ, thưa các vị, nó nhìn mặt các vị, nó nghe hơi thở của các vị, nó thấy phập phòng hơi thở là nó biết tay này đã buông lậu, tay này chứa hàng quốc cấm vân vân đi ngang cửa hai quan, nó không cần nhìn ai nó không cần phải hỏi giấy anh đâu nó nhìn hơi thở của anh nó nhìn mặt của anh nhìn mắt của anh là nó biết ngay tại sao tất cả những xúc động của ta đều biểu lộ trong mắt trong hơi thở và trong sự bất an nó biểu lộ rất rõ ràng cho nên tầng thứ nhất thân vật lý nếu có sự xáo trộn nào nhất định nơi hình hài anh thì hơi thở anh nó liền chịu tác động rất rõ ràng thứ hai nếu có cảm xúc nào bất thường xảy ra trong anh thì hơi thở anh nó cũng chịu tác động rất rõ ràng và nếu tình trạng này không cho phép nó tái lập lại sự cân bằng là thưa các vị với tình trạng này từ hơi thở nó tác động vào thân nó gây nên tật bệnh gây nên ốm đau và nó đưa đến tình trạng tổn thọ và đời sống chúng ta ngắn lại và điều tử như thế nghe cho nên một tâm thức hài hòa một tình cảm bình ổn không có những lên xuống bất chừng nó bảo đảm được hơi thở điều hòa bình ổn thì hơi thở điều hòa bình ổn như vậy nó lại tác động ngược lại nó làm cho thân vật lý các vị ổn định hài hòa và sống dai không nên đổi là lo âu phiền muộn bất an mặt mày nhăn nhúm không nên đổi tưởng tượng quá nhiều không nên đổi chìm lặng trong cái nỗi khổ đau quằn quại Do vậy cho nên thưa các vị, từ hơi thở đi vào những cảm xúc, từ cảm xúc biểu hiện ra hơi thở và hơi thở nó tác động ngược lại thân vật lý thì nó làm thành rất nhiều vấn đề nghe. Cho nên hai điều này, thưa các vị, nó rất gần nhau và nó biểu hiện rất rõ. Chưa đạt đến chiều sâu, nhìn hiện tượng hơi thở, nhìn cảm xúc của con người người ta nhận ra ngay nghe. Thế rồi cái người nhận ra rõ ràng hơn nữa. Là ai? không cần học tâm lý trị liệu không cần học làm cảnh sát công an gì cả các vị tự có khả năng chiêm nghiệm hơi thở mình để biết trạng thái tâm hạnh của mình tâm thức của mình ra làm sao xúc cảm mình ra làm sao nhiều khi đi vô công trình thiền tập tâm càng lắng dịu càng ổn định càng hài hòa hơi thở càng ngày càng nhẹ dường như có lúc hơi thở không còn là điều tự nhiên nha khi hơi thở không còn vào ra, dường như nó dừng lại, không có hàm nghĩa rằng chết, như nó sợ, Mà có hàm nghĩa rằng, giây phút ấy là giây phút, cơ thể cá vị nó không có cần oxy nhiều lắm, nó tự có khả năng là tồn tại mà không cần hơi thở vào ra nhiều, nhẹ, mảnh như sợi chỉ. tâm ta càng ngày càng an, càng lắng càng dịu thì hơi thở ta nó sẽ như vậy. hai phần này, nó biểu lộ, rất ư là, chặt chẽ với nhau khi các vị đi vô thiền tập. Tuy nhiên, cái nền của nó là cái phần này đây, tâm thức đây. Một tâm thức vọng động, một tâm thức ngược xuôi, một tâm thức đầy bất an và một tâm thức nó tưởng tượng nhiều hình ảnh bao nhiêu. Thưa các vị, nó tác động lên cái tầng cảm xúc này nhiều bấy nhiêu. Tức là những cảm thọ chúng ta sinh diệt liên miên và nó vận hành như vậy thì nó lại tác động ngược lên tới thân vật lý chúng ta. Cho nên từ nền tảng tâm thức nó dội lên những cảm xúc của chúng ta. Và nó làm cho những xúc cảm này càng ngày càng dày. Nó làm cho những xúc cảm này càng ngày nó càng trở thành những lượng sống như triều cường. Phá hủy cái nền yên bình của một mặt biển tĩnh lặng. À, nghĩa rằng là khi những tưởng tượng những lo âu những phiền muộn và những nghĩ suy của cá vị nó càng nhiều thì thưa đại chúng rằng là cảm xúc cá vị không có cách chi mà cá vị có thể khống chế được hay là làm nó lắng dịu được cho nên ba phần này mình chia ra nhiều cấp độ phân tích nhưng mà kỳ thực nó là một cái chu kỳ tương tác lẫn nhau nghe khi ta có khả năng nhìn hơi thở vào ra chú niệm ngay hơi thở vào ra và không có còn cái gì bắt dính tâm thức ta chạy đi đâu cả thì các vị có thể làm thay đổi được những cảm thọ của các vị xúc cảm các vị và các vị thay đổi luôn cái tầng thâm sâu đó là những nghĩ suy của ta tưởng tượng của ta lo âu của ta băn khoăn bất an của ta từ bên ngoài mình làm lắng dịu tâm thế rồi nếu tâm ta nó được tu tập thuần, được lắng dịu, không sao động, không bất an, không bổn thức lăng xăng, không có những vấn đề. Thế thì nó làm thành cái sự an bình của những cảm xúc và nó làm thành cái sự hài hòa, tĩnh tại, an lạc của thân. Đây là ba tầng của hơi thở, vật lý, cảm xúc, tâm thức. Nó tương tác lẫn nhau là như vậy. Thế cho nên, Pháp thiền tập nào cũng đi vô từ hơi thở là vậy nghe. Đây là vấn đề thứ hai ta nói về thân phận của chúng ta. Thế nên thứ ba. Từ hơi thở thiền tập. Thưa các vị, mình nhìn hơi thở đi vào đi ra. Mình đem cái tâm lang thang chạy ngược chạy xuôi về quá khứ. Chạy tới tương lai, đặt cái tâm của mình nó vào những cái tưởng tượng những tư duy những tôn tính đây là một dạng tâm thức không có tu thế rồi mình đem cái tâm lang thang lúc trước đó nhìn hơi thở đang đi vào đi ra lắng nghe hơi thở đang đi vào đi ra nhận biết nó đang đi vào đi ra thì gọi rằng hơi thở thiền tập nghe và hơi thở thiền tập này nó cho chúng ta rất là nhiều cái tầng để chúng ta nhận biết những lợi ích nhất định của nó Thứ nhất đó là điều phục thân vật lý Thân của, của các vị sao động bất an Lăng xăng Ngồi không nguyên đứng không nguyên Thế nhưng mà các vị chỉ cần làm một việc rằng là Nhìn hơi thở đi vào đi ra Thưởng thức hơi thở vào ra của các vị Thì thân tự nhiên nó an Nó hài hòa, nó ổn định lại Và điều này nó không đơn thuần chỉ là sự thực tập bình thường mà nó còn đi vô những buổi thiền tập nhất định nghe. Các vị ngồi thiền, chứ cần làm gì nhiều, chỉ cần ngồi thưởng thức hơi thở đi vào đi ra thôi thì các vị đã làm cho thân mình an, đã làm cho tâm mình lắng dịu, đã làm cho những suy tư bời bời của mình tự nhiên nó bốc hơi bay bắt Do vậy cho nên nó điều phục được thân vật lý, đây là cái nền tảng căn bản nhất. Thứ hai, nó làm cho xúc cảm lắng dịu thưa các vị xúc cảm buồn đau hờn nhận bất an chi mà nó đang cuồn cổ như sóng cồn thế nhưng mà các vị chỉ cần làm công việc rằng kệ đó đừng bận tâm thế nỗi buồn niềm vui lo âu phiền muộn gì cả ta tập chú hết cái năng lượng của mình trong một việc nhìn hơi thở vào ra thôi. Thì thưa các vị những xúc cảm này tự nhiên nó lắng dịu. Nguyên tắc là tâm ta nó chỉ làm mỗi việc tâm nó chỉ làm một việc thôi nghe. Khi nó chú ý vào điều này thì nó không còn năng lượng đâu để nó chú ý vào điều kia. Khi nó đặt hết sự chú ý vào cái chuyện nhìn hơi thở đi vào đi ra thì cái nguồn năng lượng của nó nó không có chảy vào cái chuyện buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn suy nghĩ lo âu toan tính gì cả xe không có xăng thì không chạy được cũng như vậy cái cổ máy của buồn của vui của hờn của giận của lo toan đó thì các vị nó đều lấy cái nguồn năng lượng từ tâm của các vị chảy vô và các vị không rót năng lượng cho nó các vị rót toàn bộ năng lượng của mình cho một việc đó là nhìn hơi thở vào ra thì tuyệt đố có những xúc cảm buồn vui nào nó sống ra tự nó biến mất do vậy cho nên điều thứ hai nếu ta thiền tập trên hơi thở thì cái năng lực của nó là nó sẽ làm cho mọi cảm xúc của các vị buồn đau của các vị thương nhớ của các vị lo âu phiền muộn của các vị lắng dịu và bốc hơi vai điều thứ ba nó ổn định tâm thức nha cái nỗi lo âu của mình Nỗi bất an của mình toan tính của mình tưởng tượng của mình tư duy của mình hay nói cái khác cái đầu mình nó rối tung lên những chữ và nghĩa những câu nói chảy dài chưa bao giờ chịu dừng như một cái phố chợ nó đang nhóm chợ trong đây Đừng bận tâm gì về cái chuyện nó đang ồn ào, phối trợ. Hãy làm một việc là rót năng lượng, tức là tập chú vào một việc đó là nhìn hơi thở đi vào đi ra thì thưa đại chúng rằng tâm thức bất an của các vị tự nhiên nó ổn định dần, ổn định dần. Và những cái dòng chảy tư duy trong đây tự nó tắt mất. Đây là bước thứ ba. Bước thứ tư, đây là những cái phần đầu lợi ích thấy rõ nghe thế nhưng mà cái chiều sâu của nó càng đi vô sự thực tập này thì cái khả năng của phương pháp hành trì tức là niệm hơi thở này tặng cho chúng ta càng ngày định tâm càng có mặt nơi đời sống bình thường này và khi có định thì tuệ phát sinh nghe từ hơi thở các vị thiết lập được thì các vị bắt đầu có được định và có được tuệ và cuối cùng Chuyện nó phải phát sinh là gì? Thâm nhập vào thánh tuệ như lai Mình chưa ổn định tâm thức Thân mình còn đầy tạo cử bất an Tâm mình còn lăn sang ngược xuôi Xúc cảm mình còn bồng bềnh như sống lên sống xuống này thưa các vị không thế nào Các vị có thể quán chiếu được Đời sống này vô thường Không quán chiếu cái chết đến người ta từng hơi thở không quán chiếu được rằng là mọi vật mọi việc giữa từng đời này nó đều vô tướng vô tác vô nguyện cả tức là bản chất của nó đều không bản chất của nó đều rỗng bản chất của ta không có cái gì ngá trong đây cả bản chất của mọi nghiệp thức không có chi mà làm ta vướng mắt gọi là đạt đến thánh tuệ giải thoát phát sinh tuệ giác chiêm nghiệm được đời sống này bồng bềnh sinh diệt đến đi Chiêm nghiệm được rằng ngay nơi cái sinh diệt có cái bất sinh diệt thưa các vị nó cũng từ nền tảng của thực tập trên hơi thở đi vô nghe cho nên đây là điều cuối cùng sự thành đạt của công vô tu tập trên hơi thở tóm lại khi ta có được niềm đam mê thiền tập đi vào một hơi thở thôi thì nó đã thành tựu được năm phần vô cùng quan trọng đây là từng bước từng bước một Ai có niềm đam mê nhất định đi vào công phu tu tập thì người ta chiêm nghiệm được điều này. Đó là chúng ta giải thích tại sao phải đi vô từ hơi thở đi tu tập nghe. Vấn đề a và thêm một vấn đề nữa là hết giờ đó thế là cái vấn đề thứ hai mình sẽ chia sẻ với nhau là hãy tư duy chính chắn, y theo thứ lớp tu và chiếu sáng nhân gian. Các vị nhìn cái phần B này, các vị thấy nó sinh ra từ đâu rất rõ ràng nghe tức là từ bài dịch của văn bản kinh này mình đọc lại bài dịch này nãy giờ học một đoạn rồi mới đọc lại nghe giờ ai chưa thì các vị từ từ truyền cho nhau niệm hơi thở vào ra chính chắn tư duy pháp y theo thứ lớp tu như lời thế tôn dạy chiếu sáng cõi nhân gian như mây tan trăng hiện đây là đoạn thứ nhất đoạn thứ hai đi đứng đều quán chiếu ngồi nằm cũng không quên tỳ kheo lập chí tu đời này và đời sau đạt thù thắng tột cùng vượt thoát cõi sinh tử đó là bản dịch của thầy phước tịnh kể nó chưa thể dịch hay hơn thôi tạm vậy đi chấp nhận tạm <laughs> thế rồi chúng ta đi vô cái phần này đầu tiên từ nền tảng và kinh phần giải nghe, tôi nghĩ rằng các câu kinh niệm xứ thì các vị nên học phục lòng nghe. đây là một văn bản kinh rất hay mà chúng ta không cần học hết ví dụ như có kêu các vị học hết thì các vị cũng không học nổi đâu nhiều quá à, cho nên học đầu học một câu đầu thôi Thế tôi mở đầu bài kinh này khá là đặc thù đó là Đây là con đường độc nhất Đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh Rồi gì nữa? Vượt thoát sầu não Diệt trừ khổ ưu thành tựu thánh trí và chứng nghiệm niết bàn nghe các vị thấy mở đầu là đã có năm yếu tố vô cùng quan trọng một là làm cho chúng sinh được thanh tịnh hai làm cho tất cả mọi con người trên hành tinh này vượt khỏi sầu não bất an ưu tư Điều thứ ba là mọi khổ ưu đều bị chấm dứt. Điều thứ tư là thành tựu tự được thánh trí. Và cuối cùng đó là chứng nghiệm Niết Bàn. Thế này mình giải thích vài điều thôi. Đây là con đường độc nhất. Nó hàm nghĩa rằng là ngoài giáo Pháp Đức Thế Tôn không có con đường này. Con đường của niệm xứ Mà nền tảng của con đường niệm xứ là con đường niệm hơi thở nghe Nhìn hơi thở đi vào đi ra Nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra Chú niệm trong hơi thở đang đi vào đi ra Đó là nền tảng của niệm thân Niệm thân được Thì niệm cảm thọ được Niệm cảm thọ được Thì niệm tâm được và niệm pháp được nghe Cho nên nền tảng của cái điều chúng ta đang nói Đó là đây là con đường độc nhất Hà nghĩa rằng Từ pháp hành trì niệm hơi thở vào ra này Các vị đi vào cái con đường mà chỉ có trong giáo lý đạo Phật có mà thôi. Các pháp môn khác như yoga cũng có. Thế nhưng mà không nhắc dẫn ta đi vào con đường để thành tựu được thánh trí chứng nghiệm niết bàn. Không có đoạn trừ phiền não khổ ưu. Nhiều lắm là làm cho chúng ta có được thân hình khỏe mạnh, có được hạnh phúc giữa cuộc đời và sống lây quay, lây lắc trong nhân gian để rồi trả hình hài về cho các bụi, đi vào dòng chảy của tử sinh thôi riêng đạo Phật thiết lập nền tảng này dắt dẫn chúng ta vượt ngang năm tầng như thế này cho nên đây là con đường độc nhất chỉ có Đức Phật là bậc đại giác như lai rủ lòng thương chúng sinh trong ba cõi cho nên ngài thiết lập phương pháp hành trì này đây là điều thứ nhất của con đường độc nhất nói mình mong mình trở lại cái việc vô cùng là gần gũi đó là chỉ có Đức Thế Tôn và tội giác siêu thế mở ra con đường này từ niệm hơi thở đi vô để các vị thành tựu được sự nghiệp giải thoát độc nhắn thứ hai Hàng nghĩa rằng con đường này không thể lạc vào đâu được không thể lạc vào quả gì nào khác ngoài quả vị đó là chứng được thánh trí thành tựu niết bàn con đường này độc đạo đi là tới Ý nghĩa thứ ba thưa các vị độc nhất là nghĩa rằng không ai đi giúp cho các vị cả. Các vị đi một mình Mà tự đến thôi. Không có thần linh, không có bạn hữu, không có đức thế tôn, không có vị thánh nào thay các vị thở vào thở ra. Càng không có ai thay cho các vị nhìn thấy này buồn, này vui, này hờn, này giận của các vị. Càng không có ai thay cho các vị nhìn cái dòng suy nghĩ đang cuồn cuộn chảy bên trong các vị cho nên gọi là con đường độc nhất chỉ có ta đi mà thôi nghe ta đối bóng với chính ta ta làm việc trên thân tâm của ta ta thành tựu sự nghiệp thánh tuệ trong ta không có cần khẩn cầu thần linh càng không có ai có thể giúp ta được cho nên gọi là con đường độc nhất và con đường này có bốn thần đi vô một là làm cho chúng ta thanh tịnh ngay hiện đời này các vị làm rơi rớt tất cả những cái ô uế của thân của tâm các vị cảm nhất là thân vật lý của các vị khi có được sự ổn định của hơi thở khi đi vào sự tu tập trên nền tảng hơi thở rồi thưa các vị nó không đơn thuần là hơi thở bình thường mà hơi thở nó còn phát ánh sáng nữa kia tại vì thưa đại chúng rằng là khi người ta tu đến một mức độ nào trên cái nền tảng thực tập này thì trong truyền thống thiền của Vipassana họ nói là rằng là có được ánh sáng từ hơi thở đi vô nó có một cái loại đặc thù đó là nó làm cho phát quang ngay cơ thể cá vị nó đốt cháy hết mọi cáo bẩn của thân tâm cá vị giống như là cá vị tắm trong lửa vậy đốt sạch hết phiền não và cái điều sâu xa hơn từ nền tảng pháp hành trì này thưa các vị Đoạn sạch hết mọi ác pháp trong các vị Cho nên gọi là thành tựu được sự nghiệp thanh tịnh ngay hiện đời nhé. Không có ác pháp nào sinh khởi Nơi con người chú tâm trong thiền tập cả Này những ý nghĩ Này những buồn vui Này những lo âu Này những nghi ngờ Và này là những ý niệm vô cùng là ô uế thưa các vị nó không có quyền sinh ra trong nền tảng của người có công phu thực tập hơi thở điều thứ ba mọi cái thứ sầu não khổ ưu từ xúc cảm của các vị sinh ra thưa đại chúng rằng nó đều lắng dịu cho nên gọi rằng là vượt khỏi phiền não diệt trừ khổ ưu là như vậy nghe ngay cái lúc ưu tư phiền bổn vừa sinh ra các vị chỉ cần làm một việc chú tâm ngay nơi thở để thiền tập thì mọi ưu tư, mọi phiền muộn, mọi bất an, mọi lo âu thưa các vị nó đều bốc hơi bay mất. Do vậy cho nên vượt thoát sầu não và nó đoạn trừ hạt mầm của khổ ưu. Chúng ta chưa tu tập nếu có những buồn phiền bất an nào nó sinh ra trong ta, ta trốn chạy nó ta dồn nó về một góc của tâm thức để dành đó giống như ta quét nhà ta không hốt rác vậy quét vào trong góc nhà thế rồi cơn lốc nó đến cơn gió nó luồn vô thì thưa các vị nó lại tung ra như cũ cũng như vậy nghe một tâm thức không tu những ưu tư những phiền muộn thưa các vị nó có quyền lưu lại nơi tâm thức của các vị thành một loại hạt mầm để trong tương lai khi có điều kiện nó sinh ra thì nó lại sinh ra gấp nhiều lần so với lần đầu nó rớt vào tâm thức trong khi đó bằng sự tu tập thiền niệm xứ đi vào từ hơi thở thì các vị làm một việc vô cùng là đơn giản là các vị dẫn dân đối với những sầu não bất an ưu tư và các vị đối diện trước nó các vị dùng hơi thở đốt cháy nó loại trừ nó gột rửa nó cho nên cái những hạt mầm khổ ưu này không còn trong tâm thức các vị cho nên gọi rằng đây là con đường độc nhất giúp cho chúng ta vượt thoát sầu não và loại trừ khổ ưu là như vậy điều thứ tư từ nền tảng để mới thở vào ra này các vị có thể đi ngang qua 37 pháp hành trở đạo của Đức Thế Tôn cái này trong bài kinh nhập tức xuất tức niệm của Trung Bộ nói rất là rõ nghe do vậy cho nên thưa các vị từ các bậc thánh ban đầu đó là nhập lô cho tới tu đại hoàng tư đại hàm an -a hàm và a la hán đều thiết lập nền tảng trên niệm hơi thở đi vô để chứng nghiệm thánh trí thành tựu sự nghiệp giải thoát ngay hiện đời cũng từ niệm hơi thở đi vào ngay và cuối cùng thưa các vị con người đó chứng nghiệm niết bàn ngay hiện tiền không cần phải bỏ hình hài tứ đại mới đi vào niết bàn ngay bây giờ ngay nơi đây họ trú trong niết bàn và niết bàn này gọi là vô tự tánh niết bàn niết bàn này gọi là tự tánh niết bàn do vậy cho nên thưa các vị đây là con đường độc nhất từ nền tảng kinh cho nên nếu chúng ta học tư duy chính chắn và từ tư duy chính chắn có niềm tin vững chắc rồi chúng ta mới đi vào cái công vô hành trì thứ lớp được còn nếu chưa có một tư duy chính chắn chưa đọc chưa học chưa chiêm nghiệm bài kinh này và chưa ứng dụng nó vào để chiêm nghiệm ra cái lợi ích nhất định thì chúng ta không thể theo thứ lớp tu tập được. Học Phật Pháp Phơ thì được. Thế nhưng mà để đi vô sự hành trì thì nó đòi hỏi hai cái phần này vô cùng căn bản đây. Một là chiêm nghiệm, tư duy. Thứ hai là thứ lớp tu tập. Từ thứ lớp tu tập, các vị càng ngày càng làm cho cái niềm tin đối pháp hành trì ta càng vững. Niềm tin đối pháp hành trì vững bao nhiêu thì cái công phu tu tập của chúng ta thưa các vị nó càng nhiều cảm hứng mấy nhiêu. Đây là hai nét ban đầu chúng ta nói về từ nền tảng bài kinh niệm xứ đi vô. Thế rồi cái nét thứ hai. Chúng ta có nhiều gợi ý nơi cái điều giác dẫn này nghe. Gợi ý thứ nhất Đó là từ hơi thở đi vào thân hành. cái điều này mình gợi ý hàm nghĩa rằng các vị thiết lập nền tảng trên niệm tân hành đây là một phương pháp mình từng đã nhắc dẫn để cho đại chúng đi vô thế nhưng mà trước khi đi vô niệm tân hành ta có quyền làm một việc đó là ta từ chú niệm nơi hơi thở đi vô tại vì khi thiết lập được nền tảng nhìn hơi thở đi vào đi ra được thì các vị thiết lập được không chỉ làm cho chánh niệm có mặt nơi thân hành mà còn làm cho cái năng lực chánh niệm này nó phổ vào những cảm thọ của các vị đang sinh đang diệt các vị còn có khả năng nhìn được những dòng ý thức đang ngược đang sôi do vậy thưa các vị hãy thứ lớp tu tập có hàm nghĩa rằng chúng ta có thể thiết lập ra hai nền tảng một là từ hơi thở hai là từ thân hành nhé nếu đối với hơi thở mình nhìn nó đi vào đi ra dũng công một cách rất là nặng nề thì nó làm cho hơi thở mình đôi khi nặng nề đứt quãng hỗn hển và dường như nó hơi mất bình thường nha do vậy cho nên chúng ta nên thay đổi hai cái phương pháp này trong cái thứ lớp tu tập điểm thân hành thì ngược lại nó không có làm cho các vị cảm thấy lúc ta lúng túng gì khi các vị đi cả Tôi đi tới, tôi đi lui, tôi ngồi, tôi đứng, tôi nghiêng vai, tôi nhăn mắt, tôi nhướng mày, tôi nằm hoặc là tôi dạo chơi hoặc tôi đi bộ vân vân thưa các vị. Cái đơn giản nhất là cái sự nhận biết của ta nó phổ trùm cả thân ta do vậy cho nên cái năng lực này nó không có làm cho thân của các vị ngượng nghịu, mất an, mất hài hòa hoặc là trở ngại gì cả trong khi hơi thở nó mỏng manh vô cùng nó vô hình vô cùng do vậy cho nên mình chú một vào đặt hết cái tâm của mình vào hơi thở nghiêm túc tu như vậy thì coi chừng có khi làm hơi thở mình hơi hỗn hển cho nên thay gì thứ lớp tu bằng hơi thở đi vô thì chúng ta có quyền thay đổi hai phương pháp hành trì nghe các vị nhận biết thân hành của các vị nó rất thô nó là một loại vật lý nó có hình có sắc rõ ràng cho nên ta nhận ra ta nhìn ra rất dễ so với nhìn hơi thở đi vào đi ra thế cho nên điều gợi ý ở đây thưa các vị có quyền thực tập nền tảng trên hai bước một là từ hơi thở đi vào thân hành hai là từ thân hành và cứ thay đổi như vậy thì các vị thiết lập được cái nền tảng rất vững và sau đó cái điều tự nhiên nó xảy ra là các vị sẽ nhìn được cảm thọ sinh diệt đến đi nhìn được buồn được vui được lo âu và phiền muộn nó như là một người khách đến và đi quanh nhà ta nó không có quyền đụng vào ta thì đạt đến được trình độ này hàng nghĩa rằng công phu thiền tập của chúng ta đã có thể đối phó được với những bất trắc buồn vui hờn giận bất an của cuộc đời đối phó được những người gieo phiền muộn sầu thảm cho ta nghe còn bây giờ nếu các vị không thiết lập được hai nền tảng niệm thân hành và niệm hơi thở này đi vô để làm cho năng lực chánh niệm vững thì thưa đại chúng rằng mình học Phật 30 năm, 50 năm chi vẫn cứ là người bị chiêu chọc là buồn là giận là bất an. Không cách chi các vị đối phó được. Cho nên nên nhớ hãy thứ lớp tu tập từ nền tảng căn bản này để thiết lập cho mình một cái nội lực tu vô cùng vững vàng đây là điều thứ hai mình gợi ý về thứ lớp tu tập gợi ý kế tiếp là chi đầu tiên là từ hơi thở từ thân hành thứ hai từ những khổ đau có những điều nó rất là kỳ cục bình thường mình không thấy cái nhu cầu tu là cái gì cả thế nhưng mà tới lúc khổ đau tới lúc người thân mình mất tới lúc nỗi buồn hoặc là sự sầu thảm nó tràn ngập thân tâm ta lúc bây giờ cái nhu cầu sẽ tu tập để có thể cứu vãn được mình nó dâng lên rất cao và không có gì tuyệt vời bằng đang trải nghiệm cái nỗi khổ và các vị thực tập được thì các vị thấy ồ tuyệt diệu làm sao đúng là đức thế tôn không có gạt mình ngài dạy rất là từ bi và những phương pháp ngài giúp cho chúng ta vượt ngang vào những nỗi khổ niềm đau những bất hạnh của đời sống đây là điều gợi ý thứ hai để cho các vị đi vào thứ lớp thế nhưng điều này nó liên hệ đến điều này nghe nếu bình thường ta không có sự thực tập nhất định thì khi tâm thức ta tràn ngập khổ đau khó mà có thể trú được trong hơi thở và trong thân hành để có thể giải trừ được những khổ đau những buồn phiền những ưu tư những trầm quốc để tâm thức và điều này Tại cái nỗi sợ và cái nỗi hãi hùng nhất của đời người ai cũng phải một hoặc đôi lần đụng phải nó nghe cho nên người thông minh phải làm được việc rằng là chuẩn bị cho mình một nội lực vô cùng hùng mạnh để có thể đối phó với nó bằng không thì tới lúc các vị kêu thần khấn quỷ thần quỷ nào cũng chẳng mất tiêu không ai cứu được các vị đó nghe điều kế tiếp gợi ý nữa là từ một tâm thức chống trải cái trạng thái tâm thức này khó chịu lắm á, <laughs> người ta rất sợ phải đối diện với một loại tâm thức nó hoang vu nó trống vắng nó nhàn nhạt nó không có gì để làm không có buồn vui sinh khởi dường như là mình cảm thấy đời sống mình nó không có cái gì gọi là để bám víu cả dường như nó lững đững lờ đờ nó hoang vu nó trống trải nó nhàn nhạt nó buồn phiền và cái tình trạng này thưa các vị nó xảy ra Đây cũng là một cơ hội để các vị nhiếp niệm trong pháp hành trì nghe Khi các vị ngồi chơi với hơi thở chính mình Lắng nghe nó đi vào đi ra Hoặc các vị ngồi chơi với hình hài của các vị Quan sát nó từng cái máy động của thân Thì cái tình trạng trống trải của một tâm thức Tình trạng cô đơn của một con người dường như nó biến mất Nó chỉ còn lại một trạng thái thưởng thức hỷ lạc đối với hơi thở ta đang đi vào đi ra. Một trạng thái hỷ lạc, thưởng thức thân ta đang đứng, đang đi, đang ngồi, đang nằm, quan sát nó và mỉm cười với nó. Và đây là một cái điều kiện tuyệt vời để các vị đi từ cái bước căn bản đi vô hành trì để có thể trong tương lai. Những cái xúc cảm, lo âu, những cái cảm thọ khổ đau nó có dâng lên thì các vị liền có khả năng nhận diện nó và đốt cháy mọi thứ sinh ra trong cái vùng trời tâm của các vị. Còn nếu không lợi dụng những giây phút chạnh lòng, tống trải, hoang vu để có thể chú niệm tu tập thì thưa đại chúng rằng các vị sẽ phải đối phó với những cái trạng thái tâm hành vô cùng tiêu cực sinh ra. Lúc bây giờ thì đừng hòng, ta có thể đuổi được nó đi ngay và từ những ước mơ đây là những gợi ý có hai điều thứ các vị sẽ dĩ ta có thể thực tập thứ lớp bắt đầu từ hơi thở bắt đầu từ thân hành và nghiêm túc làm điều này coi như là một sinh hoạt không thể thiếu được trong đời sống của chúng ta nó được đẩy lên nó được xây dựng từ cái nền này thứ nhất là từ những ước mơ muốn rằng đời sống mình nó phải phúc lạc thôi hứa với lòng rằng ngang đây về sau không có những phút giây buồn chán không có những phút giây sầu thảm bất an không có những phút giây nhận chiều đời mình trong đó bất hạnh không có cần những cái chuyện giải trí vớ vẩn gì mà lòng mình nó tràn ngập niềm vui nghe thế thì người kia chắc chắn rằng là phải vận dụng trọn vẹn thì giờ nếu có một chút thì giờ rảnh rang thì ngồi chơi thở vào thở ra nếu có chút thì giờ thưa các vị chỉ cần đi tới đi lui quanh nhà quan sát thân hành của mình nó đang đi tới đi lui là một niềm vui là một sự thưởng thức chắc chắn rằng là họ đủ niềm cảm hứng để làm điều này đây là ước mơ làm cho đời sống mình ngang đây thăng qua không có quyền chìm xuống không có quyền bất hạnh không có quyền khổ đau đời sống từng ngày từng ngày vô cùng quý không có lý do gì mình liễn một ngày của mình trong cái chuyện buồn thảm bất an trống trải cô đơn và lo âu phiền muộn thưa các vị điều đó vô lý nghe hứa với lòng rằng ngang đây về sau không có chuyện đó xảy ra trong đời sống của ta nó chỉ còn lại những tháng ngày tràn đầy phút lạc phúc lạc đây niềm vui đây không hàm nghĩa rằng có tiền nhiều hơn không hàm nghĩa rằng tôi phải trúng số không hàm nghĩa rằng tôi có người bạn thân thiết để câu nói tiếng cười chung trà chén rượu gì cả hay là tôi có việc làm đầy hào hứng gì cả không có việc làm có việc làm ở một mình sống giữa nhiều người hoặc là tiền không tiền thưa các vị những vấn đề đó nó không phải là vấn đề làm cho chúng ta tràn đầy phúc lạc đó nghe phúc lạc nó chỉ tràn ngập thân tâm ta khi ta nếm hương vị chánh pháp hành trì thôi Và nếu ai có niềm tin vào lời dạy của đấng thế tôn của bậc đại giác như lai các vị thử đi vào công phu hành trì bằng hai bước căn bản niệm hơi thở niệm thân hành thôi thì các vị thấy rằng là không có những phút giây chảnh lòng không có nỗi buồn không có bất hạnh không khổ đau không có bị sầu thảm bất ao tư phiền muộn gì giắt dẫn mà nhận chìm người ta cả và chắc chắn là không cần hứa gì cả mà đời sống ta từ đây cho tới chấm dứt cuộc đời tràn đầy phúc lạc đây là chuyện tự nhiên điều cuối cùng các vị nhìn quanh những bằng hữu của ta người thân của ta con ta vợ ta chồng ta bố mẹ ta vân vân các vị cảm thấy vô cùng xót xa nghe họ như ta đôi khi họ có thân hình khỏe mạnh hơn ta họ có đời sống giàu có hơn ta họ có điều kiện nhiều người thân hơn ta thế nhưng mà tràn đầy nó bất hạnh do vì thưa các vị lòng họ tràn đầy những ưu tư những phiền muộn những tưởng tượng những lo âu họ đối phó với bao nhiêu việc tràn ngập đời sống họ họ bị nhận chìm trong nỗi niềm như vậy rất tội nghiệp do ta nhìn được ba bên bốn phía lâm vô cái tình trạng khó khăn và rất cần ta giúp đỡ cho nên phát đại nguyện rằng ngay đời này tu cho nó đàng hoàng thực tập tim tinh tế và tinh cần sử dụng trọn vẹn thì giờ đi vào con đường thiền tập này để làm thành cái nền tảng vững chắc cho chính mình để chiếu sáng nhân gian có hàm nghĩa rằng là ban phát hạnh phúc cho người mang đến niềm vui phúc lạc cho bao nhiêu người ở gần ta và giúp đỡ được mọi người không phải bằng cái việc mình nói không nghe bằng cái việc rằng có sự tu tập nhất định trong cái công trình thiền tập này thì nghiễm nhiên các vị có khả năng làm cho hạnh phúc nó lây lan làm cho sự an bình của các vị nó đến với người ta nó chạm vào trái tim người ta mình nói không có chạm vô trái tim người ta được đâu chỉ có cái năng lượng tâm thức và nhân cách của ta sự biểu hiện trong đời sống của ta thì mới mong giúp được người xung quanh thế nhờ cái điều cuối đó, trong cái thứ lớp tụ tập thưa các vị đó là phát nguyện lực mơ ước giúp được cho bao nhiêu người thì ta phải đặt mình trong cái điều kiện là phải thực tập rất là cẩn trọng đối với hai phương pháp thôi một là nhận biết hơi thở vào ra để đi vô thiền tập càng ngày càng sâu hai thay đổi bằng phương pháp là niệm thân hành nhận biết thân hành chúng ta thưa các vị hai phương pháp này nếu các vị đổi thai để hành trì thì chắc chắn rằng là cái vị nếm đều bị chánh pháp chắc chắn rằng ngay đời này không ai làm chúng ta lung lai bất hạnh khổ đau ngay đời này ta là món quà vô cùng tuyệt vời đóng góp được cho đời gần nhất là đóng góp cho người thân của ta giúp đỡ họ và cái điều vô cùng quan trọng là thế này ta chỉ có thể giúp đỡ người khi ta có món gì đó nghe anh không có tiền, anh không có trí tuệ, anh không có thì giờ, anh không, không, có tấm lòng. Anh không có năng lực yêu thương. Anh không có đời sống tâm linh. Anh không có niềm hạnh phúc tràn bờ. Thì anh giúp được gì? Anh chỉ giúp được người khen là hoàng đế nha. Còn nếu anh là cái ăn mài thì đừng hồng giúp được ai. Cho nên trước khi nói giúp người ta hãy trở thành hoàng đế của chính ta. Bằng hai phương pháp thiền tập nhất định đi vào từ thứ lớp tu tập sáng giờ rồi mới có vấn đề thứ nhất <laughs> hết giờ tuy nhiên Chuyển còn dài chúng ta dừng ở đây và có một cái kết luận là chúng ta nghĩ hai ý thôi mình đọc cho các vị nghe như kim tự tháp vững chắc thì pháp thiền tập của như lai cũng được xây dựng trên nền tảng hành trì niệm hơi thở rất vững chắc để thành tựu thánh đạo rồi mình giải thích cái câu này thưa các vị kim tự tháp của ai cập có mặt tới năm nay là năm thiên niên kỷ có cái nhiều hơn nghe nhưng mà người ta phán đoán rằng từ viên đá từ viên đá nó khít cao đến nỗi là không có thể chê một miếng giấy vô lọt được điều thứ hai chưa hề nghiêng chưa hề đổ điều thứ ba cái bí mật trong kim tự tháp tới hôm nay người ta vẫn còn chưa khám phá hết nha từ cái ví dụ đó là cháu thì nhìn lại thưa đại chúng rằng thiền tập của đức phật điều thứ nhất chặt chẽ thứ hai không hề dư không hề thiếu thứ ba không có ngoại đạo rồi trang mua được Điều thứ tư Nó vững vàng đến nỗi rằng là 26 thế kỷ qua Các bậc thánh tăng đều đi vô pháp hành trì này Để thành tựu được thánh đạo Thế nên Nếu chúng ta là những người con của Đức Như Lai Học chánh pháp của Ngài Không đi vào những phương pháp này Để đi vô thiền tập Dường như là mình không phải là con Đức Thế Tôn nha Đừng vinh vào cái cớ là tôi học pháp đại thừa Tôi hiểu lý Thưa các vị, mình đã quan sát rất nhiều những bậc thầy giảng pháp đại thừa những mây như mưa nhưng mà không thiết lập được đời sống rất ư là vững vàng trên cái nền tảng thiền tập của như lai do vậy cho nên công trình hành đạo khi có khi đổ vỡ nghe điều này cho chúng ta cái nhìn rằng là dù cho ta là ai ta học pháp gì ta liễu ngộ phật pháp ra làm sao Thế nhưng mà nếu không thiết lập nền tảng vững chắc trên hai phương pháp hành trì của Phật dạy, đó là niệm hơi thở, niệm tân hành đi vô thì thưa đại chúng rằng là cái con đường tu chúng ta nó dễ đổ vỡ là một. Không thành đạt được một bậc thầy đủ đạo hạnh ngay hiện tiền để có thể làm cho chánh pháp như lai tỏa sáng và không cứu được mình, không cứu được người đâu nghe. Câu thứ hai, chưa là thánh la hán hãy đi từng bước vững chắc vào công phu tu tập của Phật dạy. Thưa các vị, các bậc thánh la hán ngày xưa trí tuệ là vậy. Sinh ra cùng thời gặp Đức Thế Tôn, phước lành của ông giao cả hàng sa kiếp. Thế nhưng mà vẫn phải học những pháp hành từ Đức Thế Tôn dạy. Từ niệm hơi thở cho tới niệm cảm thọ, niệm thân, niệm pháp. Thế là chúng ta là những người không đủ phước lành như các vị sinh ra gặp Đức Phật đâu nghe. Thế mà, dám bảo rằng là tôi chỉ cần liễu ngộ Pháp Đại Thừa, nghiệm ra thiền đông giáo, không cần đi vào Pháp Hành Trì, thì điều này dường như hơi quá đáng. Mà thông tuệ như xá lợi Phất, một kiện liên, mà phủ phục trước chân như lai, học Pháp của như lai, hành trì Pháp như lai, và đem Pháp như lai giảng dạy để làm cho chánh pháp như lai Hương thịnh thế thì chúng ta là ai có hơn các vị thánh tăng không mà dám coi những điều căn bản này là pháp tiểu thừa cho nên xin lưu ý hãy thực tập vô cùng cẩn trọng và rất tinh cần trong công vô tu Và mai mới có thể cứu được mình và định ơn tam bảo cảm ơn giờ là hạnh phúc nhất chắp tay hồi hướng chia tay